Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây anh em ơi. Hôm nay mình quay giao lưu với anh em một số hải châu nha. Rỡ không anh em à? Nay đi cây không có. Toàn cây rỡ không à. Nay mình bán gộp luôn ấy. Cái công nha. Tại nó ít quá nên là mình chia làm hai thôi. Ít quá không có phôi anh em, phôi mình đã xử lý rồi. À, rỡ hết rồi nè. Đó. Số 1 nha. Số 1 bắn luôn 4 cây luôn, 4 cây rỡ luôn. Chân dài tấu nách luôn anh em ơi. 4 cây hả? Số 1 ha. Đây. Bắn luôn 4 cây nha. 4 cây 250 nha anh em. Toàn cây quay rỡ chân rỡ quái không anh em ơi. Đây, anh em trồng nhà ha. Chú này. Chú thứ hai nè, bình nhân ha. Coi thì đã xử lý rỡ hết rồi, anh em chỉ cần lấy về và trồng thôi chứ không cần làm gì nữa. Nói chung anh em mua cây mình là mình xử lý hết. Đó, chú thứ hai nè. Bốn chú 250 nha. Hải châu lá nhỏ Bình Định nha anh em ơi, bao chuẩn hàng cho anh em ha. Tại số 3 ha. Còn chân dài tao nách không anh em ơi. Đó. Coi là mình đã xử lý rửa tha keo hết rồi nè. Đó. Số 3. Tại số 4 cả này chân dài thôi rồi luôn ha. Anh em làm cây đổ, cây tháo, cây đồ gì các kiểu cũng được hết ha. Đó. Chân dài to nắp. Trời ơi. Quá hay luôn. 4 cây này 250 nha. Đó. Xong. Mình lên nè. Cái này ba coi. Cái này dài lắm. Ừ. Này coi. Đó. Nó hết căn đọt này. Điều cái chân rửa nó không có bầu lót thôi. Lót không được bầu nha anh em. Cái mấy cây cao giờ mình hay lấy bầu lắm nhưng mà giờ lấy không có được. Đây. Số 2 3 cây nha. Ba cây 170 nha. Ba cây 150 thôi nha. Bán cho nhanh gọn lẹ luôn cho anh em lấy về chơi. Ba cây 150 nha anh em ơi. Đó. Chia 4 cây 250, cây này ba cây 150 nha. Đây. Cho anh em lấy về chơi luôn ha. Đuổi lúi hết. Bán hai phần luôn. Anh em nào mà lấy alo mình ha. Đó. Còn anh em nào lấy hết thì 350 hết nha. Lấy hết 7 coi 350 hết nha. Còn lấy lẻ thì cây số 1 4 cái chân rỡ là 250. Còn cái này ba cây cao nè là 150 nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, nhớ like subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Chúc anh em một ngày mới tốt lành và tràn đầy năng lượng sức khỏe nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Không có coi anh em à, nay đi cây ít quá với mưa nên là mình không có đi được cây anh em. Này có cái nào giao lưu anh em về chơi tạm ha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.